Jamie Vardy, hành trình không giống ai của một huyền thoại ghi bàn. Vardy đã bước vào top 100 Premier League, đã có bàn thắng thứ 103 giải Ngoại hạng Anh, đã đi một hành trình rất dài để trở thành biểu tượng đương đại của Leicester. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, vào thời điểm câu chuyện Vardy, Leicester bắt đầu, gã trai 25 tuổi gốc Sheffield không phải là thương vụ được chờ đợi tại King Power. Tháng 5 năm 2012, Leicester chi ra 1 triệu bảng để mua Vardy, chân sút của câu lạc bộ Fleetwood Town, cũng là nhà tân vô địch giải Conference Premier League hàng năm nước Anh. Dù đó là mức phí chuyển nhượng kỷ lục cho một vua phá lưới đến từ giải bán chuyên Anh thì cũng chẳng mấy người quan tâm. Vardy là ai? Ngày Vardy đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với Leicester, ngày 18 tháng 5 năm 2012, trùng khớp với thời điểm Liverpool sa thải huyền thoại Kenny Dalglish và huấn luyện viên Roy Hodgson công bố danh sách triệu tập tuyển Anh dự vòng chung kết Euro năm 2012. Giữa ngập tràn những thông tin hàng hiệu, chẳng mấy ai buồn để ý chuyện câu lạc bộ Championship như Leicester giới thiệu tân binh mùa hè đầu tiên, một anh chàng gần như vô danh ở cấp độ bóng đá chuyên nghiệp. Để hiểu tường tận hành trình đi lên của Vardy, từ chỗ chẳng ai biết là ai đến một trong những huyền thoại vĩ đại của bài cáo, không có cách nào tốt hơn việc bắt đầu câu chuyện với John Morrick, người đã sát cánh cùng anh ngay từ những ngày đầu tiên. Mùa thu năm 2010, John Morrick, một cựu huấn luyện viên bóng đá hàng bán chuyên, vừa mới chuyển hướng sang nghề đại diện cầu thủ, được người bạn thân, thủ môn Bill Senior của Halifax Town mách về một anh chàng có tiềm năng tên là Jamie Vardy. Vardy khi đó vừa gia nhập Halifax Town hạng 7 với giá 15.000 bảng, đã trở thành thân chủ đầu tiên trong sự nghiệp đại diện của Morrick. Từ hồi Vardy còn ở Halifax, Morrick hầu như tuần nào cũng nói với thân chủ của mình một câu quen thuộc: tin tôi đi, một ngày nào đó cậu sẽ chơi cho tam sư. Morrick có một sự nghiệp huấn luyện tầm thường nhưng cảm nhận của một huấn luyện viên ở ông, với trường hợp của Vardy thì hoàn toàn đúng. Chỉ sau một mùa giải chói sáng cùng Halifax khi giúp câu lạc bộ vô địch Northern Premier Division, còn cá nhân giành cú đúp danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, Vardy được Morrick bốc lên hàng năm gia nhập Fleetwood Town. Mùa đầu tiên và duy nhất tại Fleetwood Town, Vardy ghi 31 trong số 36 trận, là chủ nhân của hai cú hat-trick. Đó là một kỷ lục của câu lạc bộ, giành luôn giải vua phá lưới và giúp đội nhà lần đầu tiên trong lịch sử thăng hạng League 2. Suốt từ cuối tháng 4 năm đó 2012, điện thoại của Morrick đổ chuông liên hồi gần như 24/24. Quá nhiều đối tác muốn tiếp cận Vardy khiến ông đau đầu với bài toán lựa chọn. Nhưng khi Morrick nhận được cuộc gọi từ Nigel Pearson, huấn luyện viên Leicester, câu lạc bộ đang chơi giải hạng nhất Anh Championship, thì người đại diện của Vardy không phải suy nghĩ gì thêm nữa, nhất là khi Leicester sẵn sàng chơi lớn để phá kỷ lục chuyển nhượng và mua cầu thủ bán chuyền với giá 1 triệu bảng, tính cả các điều khoản phụ trội thì lên tới 1,7 triệu. Những gì Vardy thể hiện trong mùa giải đầu tiên tại Leicester, chỉ 5 bàn trên 29 trận rõ ràng chẳng cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của một tiền đạo sẽ đi vào lịch sử bài cáo và Premier League sau này. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Vardy đã ghi 130 bàn cho Leicester ở tất cả các đấu trường, là chân sút vĩ đại thứ tư của câu lạc bộ chủ sân King Power. Sau Arthur Chandler 273 bàn, Arthur Rowley 265 bàn và Ernie Hay 156 bàn là cầu thủ Leicester duy nhất góp mặt trong top 100 Premier League. Mùa giải lịch sử 2015-2016 của Leicester chứng kiến một Vardy bùng nổ theo cách mà chẳng ai có thể ngờ đến. Một Vardy gắn với nhiều khoảnh khắc kỳ diệu khiến cái tên của anh còn được nhắc tới rất nhiều, không chỉ trong nội bộ Premier League mà còn trên toàn thế giới. Cú đá phạt đền gỡ hòa trước Bournemouth mở ra chuỗi 11 vòng đấu liên tiếp ghi bàn, được xác lập với pha lập công vào lưới Man United vào đầu tháng 12 năm 2015. Pha volley tung lưới Liverpool ở cự ly hơn 40m khiến King Power dậy sóng vào tháng 2 năm 2016. Tháng 4, Vardy lập cú đúp trong chiến thắng Sunderland, trở thành cầu thủ đầu tiên của Leicester sau Gary Lineker năm 1984-1985, chạm mốc 20 bàn ở hạng đấu cao nhất bóng đá Anh. Dường như cứ sau mỗi tuần, Vardy với các bàn thắng của anh lại tạo ra một cột mốc lịch sử mới. Mùa giải 2015-2016 khép lại với chiếc vô địch Ngoại hạng Anh của Leicester, còn cá nhân Vardy xếp thứ hai ở danh sách vua phá lưới với 24 bàn thắng, chỉ kém Harry Kane của Tottenham duy nhất một pha lập công. Kỳ tích của Leicester chỉ đến một lần nhưng bàn thắng thì không rời bỏ Vardy. Cú hat-trick trước Man City vào tháng 12 năm 2016 là pha lập công thứ 32, 33 và 34 của Vardy tại Premier League. Và bắt volley cháy lưới Stoke City một tháng sau đó là bàn thứ 38. Bàn thứ 56 của Vardy vào lưới chủ nhà West Brom là một cú volley siêu hạng khác nhưng là bằng chân trái.
phải thừa nhận việc Leicester bổ nhiệm Brendan Rodgers làm huấn luyện viên đã đẩy nhanh tiến trình chinh phục cột mốc 100 bàn Premier League của Vardy. Trận chính thức đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên Leicester của Rodgers, Vardy phá lưới Watford, xác lập bàn thắng thứ 72 của anh tại Premier League. Trong 103 bàn của Vardy tính tới sau trận thua Bournemouth mới đây, 53 bàn được ghi tại King Power và 50 bàn trên sân khách. 99 trong vòng 16m50, 18 từ chấm phạt đền, 66 bằng chân phải và 12 từ đánh đầu. Tổng cộng Vardy đã phá lưới 25 câu lạc bộ khác nhau ở giải ngoại hạng Anh và cái tên yêu thích nhất là Arsenal, 10 bàn, chính là đội bóng từng một lần mua hộp anh. Tháng 6 năm 2016, Vardy và Arsenal dường như đã ở rất gần nhau khi câu lạc bộ thành London chấp nhận chi 22 triệu bảng để phá vỡ điều khoản ràng buộc của tiền đạo này với Leicester. Vardy đã đáp máy bay đến London, đã có một cuộc gặp mặt ban lãnh đạo Arsenal tại khách sạn Santa Monica, nhưng cuối cùng không phải là để ký hợp đồng với pháo thủ, mà là nói lời từ chối. Tình cảm gắn bó với những người bạn, người đồng đội ở Leicester, món nợ ân tình với câu lạc bộ đã biến giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp của bản thân thành hiện thực, là lý do Vardy nói không với Arsenal, nói không với cơ hội nổi tiếng hơn và kiếm tiền nhiều hơn tại Emirates để tiếp tục gắn bó với bầy cáo. Với 23 bàn thắng kể từ đầu mùa, Vardy đang đứng trước một thành tựu phi thường, cột mốc lịch sử nữa, trở thành cầu thủ đầu tiên và duy nhất xưa nay của Leicester giành giải vua phá lưới Premier League. Bất chấp mùa giải Premier League 2019-2020 kết thúc như thế nào, Leicester có quá nhiều lý do để tự hào về những gì mà Vardy đã và đang làm được. Anh là một trong những chân sút vĩ đại nhất mà câu lạc bộ từng sở hữu. Vardy, một biểu tượng sống của Leicester. Vardy, một huyền thoại đương đại của King Power. Với riêng Joe Morric, Vardy trước sau chưa bao giờ là món hàng sinh lời lớn, mà là tài sản quý giá nhất mà ông từng có trong sự nghiệp làm đại diện cầu thủ của mình.